Jamie chào mừng các bạn đến với channel YouTube của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Game Bóng Đá TV và nhấn chuông để nhận thông báo khi có những video mới nhất các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa của Game Bóng Đá TV. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Sốc, Messi có thể mất chỗ trong đội hình của huấn luyện viên mới Paris Saint-Germain. Ronaldo ra đi, Ten Hag mặc kệ vì đã có hai siêu tân binh thay chỗ. Lộ diện bế đỗ mới bất ngờ của Gareth Bale. Bayern Munich quyết không để Lewandowski sang Barcelona. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Paris Saint-Germain khả năng cao sẽ chơi với một phong cách chơi hoàn toàn khác khi Christopher Galtier sắp trở thành huấn luyện viên trưởng đội bóng này. Huấn luyện viên Galtier và cố vấn Campos muốn Paris Saint-Germain chơi chủ yếu với hệ thống ba trung vệ. Vai trò của bộ ba Neymar, Messi và Mbappe sẽ thay đổi khá lớn thời gian tới. Mùa trước, huấn luyện viên Pochettino cũng nhiều lần áp dụng sơ đồ 3-5-2 ở Paris Saint-Germain với Messi đóng vai trò số 10, hỗ trợ cho Mbappe và Neymar. Tuy nhiên, hàng công của đội chủ sân công viên Quốc Hoàng Tử chơi không quá ấn tượng với hệ thống 3-5-2 của Pochettino. Khả năng thích nghi của cả ba tiền đạo Paris Saint-Germain kể trên trong vai trò mới sẽ là dấu hỏi lớn. Messi chơi khá ổn ở vai trò tiền vệ tấn công mùa trước, tuy nhiên việc dùng ai, loại ai trong ba người Neymar, Messi và Mbappe sẽ khiến cho huấn luyện viên Galtier đau đầu mùa tới. Khả năng áp lực và hỗ trợ phòng ngự của Paris Saint-Germain khi có bộ ba NMM trên sân mùa trước không tốt. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với Paris Saint-Germain nếu một trong ba tiền đạo kể trên dự bị. Tuy nhiên điều đó có thể gây ra hỗn loạn trong phòng thay đồ. Liệu Messi có sẵn sàng hy sinh dưới thời huấn luyện viên mới? Theo tờ Foot Mercato, Paris Saint-Germain đang gặp khó khăn trong việc thanh lý Neymar. Ngôi sao người Brazil không còn nằm trong kế hoạch của Paris Saint-Germain. Mặc dù vậy, có rất ít câu lạc bộ muốn chiêu mộ Neymar bởi mức lương 30 triệu euro một năm của ngôi sao người Brazil. Newcastle đủ sức trang trải tiền lương cho Neymar và họ sẵn sàng chiêu mộ anh. Tuy nhiên, cầu thủ 30 tuổi không muốn sang ngoài hàng Anh. Và ngày 1 tháng 7, hợp đồng của Neymar với Paris Saint-Germain sẽ tự động gia hạn thêm 5 năm nữa. Do vậy, đội bóng thủ đô Paris muốn nhanh chóng đẩy ngôi sao người Brazil rời khỏi sân công viên các hoàng tử. Paris Saint-Germain sẵn sàng để Neymar ra đi với giá 88 triệu euro, tức là thấp hơn con số 222 triệu euro mà họ bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ này vào năm 2017. Cách đây ít lâu, các tờ báo quốc tế đều đồng loạt khẳng định Ronaldo và tân huấn luyện viên Erik ten Hag đang cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt trong nội bộ MU. Cụ thể, sự tình là siêu sao người Bồ không muốn thay đổi bản thân theo kế hoạch Ajax hóa MU của tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Ngay lập tức, siêu con đại diện của Ronaldo là ông Jorge Mendes được cho là đang tìm bến đỗ mới cho thân chủ của mình ngay trong mùa hè năm nay. Được biết, ngay sau khi có tin tức cầu thủ năm nay 37 tuổi định rời đi, tân huấn luyện viên Erik ten Hag đã cho họp khẩn cấp với ban lãnh đạo MU để tìm phương án thay thế. Theo đó, mục tiêu mà nhà cầm quân người Hà Lan muốn bổ sung trong danh sách chuyển nhượng là tiền đạo Evan Nilsson của Porto. Ngoài ra, một tin tức cũng hết sức đáng vui mừng với các fan của MU khi mà mới đây tờ Mirror cũng đã xác nhận về thương vụ tiền đạo Anthony của Ajax. Cụ thể, sau khi phía đội chủ sân Johan Cruyff Arena đồng ý nhả người, chân sút người Brazil cũng đã đạt được các điều khoản cá nhân với Quỷ Đỏ và tỏ ra háo hức được tái ngộ với huấn luyện viên Erik ten Hag. Như vậy, nếu đúng theo kế hoạch của Erik ten Hag, MU sẽ có thêm hai tiền đạo ở mùa giải tới là Anthony cũng như Evan Nilsson. Mặc dù về đẳng cấp, có thể bộ đôi kể trên sẽ chưa thể sánh vai được với Ronaldo, tuy nhiên chất lượng của họ là không cần bàn cãi và huấn luyện viên ten Hag chắc chắn có lý do để chẳng còn mặn mà với siêu sao người Bồ. Manchester United sẵn sàng chịu lỗ và đẩy Anthony Martial rời đi với mức giá 20 triệu bảng. Dù vậy, mức lương 240.000 bảng một tuần của Martial sẽ là một rào cản lớn. Ngôi sao 26 tuổi vẫn còn 2 năm hợp đồng ở MU. Theo nhà báo Fabrizio Romano, MU đang đàm phán với Watford về trường hợp của thủ môn Daniel Bachmann. MU đã tìm mua thủ môn mới sau khi Lee Grant giải nghệ, còn Dean Henderson sắp chuyển tới Nottingham Forest theo dạng cho mượn. Như vậy, Tom Heaston sẽ là thủ môn dự phòng duy nhất cho De Gea. Thủ môn Bachmann của Watford được MU đưa vào tầm ngắm. Thủ thành 27 tuổi này khó lòng cạnh tranh vị trí với De Gea tại MU. Nhiều khả năng Bachmann sẽ là người gác đền số 2 tại câu lạc bộ. Mùa giải trước, Bachmann thủng lưới 32 bàn trong 13 trận trong màu áo của Watford và không giữ sạch lưới trận nào. Anh đã không thể giúp Watford tránh khỏi việc xuống hạng. Watford chỉ muốn bán đứt Bachmann. Hai câu lạc bộ đang đàm phán về mức giá của thủ môn người Áo. Theo nhà báo Extreme Corners, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid muốn chiêu mộ Raheem Sterling. Cầu thủ chạy cánh của Man City, Chelsea, Barcelona và AC Milan cũng muốn có sự phục vụ của cầu thủ 27 tuổi. Sterling còn một năm hợp đồng với Man City, nhưng anh có thể ra đi trong mùa hè này. Vai trò của Sterling tại Man City đã giảm sút và anh muốn tìm đội bóng khác để được ra sân nhiều hơn. Sterling ghi 13 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo trong 30 lần ra sân ở ngoại hạng Anh mùa trước.
Man City muốn bán Sterling với giá 55 triệu bảng trong mùa hè này. Chia tay Bernabeu, Gareth Bale nhận được không ít lời mời hấp dẫn từ các câu lạc bộ lớn, nhưng có vẻ anh sẽ gia nhập Cardiff City. Theo Sun Sport, chủ tịch câu lạc bộ của xứ Wales, Memes Daman đã đàm phán với người đại diện của Bale trong những tuần gần đây. Với đẳng cấp đã được chứng minh trong hàng thập kỷ qua, việc Bale đến thi đấu cho một đội bóng ở Championship hạng nhất Anh khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Nhưng khả năng này đang ngày càng rõ ràng khi mới đây Bale đã đến thăm cơ sở vật chất và sân tập của Cardiff City. Không những vậy, Bale còn có những cuộc nói chuyện với huấn luyện viên trưởng Cardiff City, Steve Morrison. Nguyện vọng của Bale là duy trì phong độ và thể lực tốt nhất để phục vụ đội tuyển xứ Wales tại World Cup năm 2022 diễn ra vào cuối năm. Hasan Salihamidžić, giám đốc thể thao của Bayern Munich, khẳng định nhà đương kim vô địch Bundesliga sẽ không bán tiền đạo Robert Lewandowski trong mùa hè này. Lewandowski đã thổ lộ ý định rời câu lạc bộ để chuyển sang Barcelona sau khi Bayern Munich chiêu mộ Sadio Mane. Ông Hasan Salihamidžić khẳng định lập trường của chúng tôi là rất rõ ràng. Lewandowski có hợp đồng đến hè năm 2023. Tôi hy vọng sẽ thấy Lewandowski tập luyện trở lại vào ngày 12 tháng 7. Tôi không quan tâm tới những lời đề nghị gửi đến. Ông Salihamidžić trước đó đã gặp Lewandowski khi anh đang nghỉ hè tại Mallorca. Vị giám đốc của Bayern Munich thuyết phục cầu thủ người Ba Lan ở lại, tuy nhiên tiền đạo 33 tuổi vẫn muốn ra đi. Một tin tức không hề vui đối với Chelsea vừa xảy ra khi mà tờ Diario AS mới đây đã khẳng định mục tiêu của họ là tiền đạo Ousmane Dembele có thể gia hạn hợp đồng với Barca. Đáng chú ý, Dembele vẫn giữ nguyên tiêu chí để đặt bút được bảng giao kèo mới. Theo đó, chân sút người Pháp yêu cầu mức lương 30 triệu euro mỗi mùa kèm theo 15 triệu tiền phụ phí nếu anh thi đấu tốt và thêm 30 triệu tiền thưởng gia hạn hợp đồng. Mới đây, thay vì chào đón sự trở lại của Lukaku, một nhóm cổ động viên trung thành của Inter có tên là Juventus Milano lại ra tuyên bố từ chối cổ vũ chân sút người Bỉ. Trước đây, Lukaku được ủng hộ và đối xử như một vị vua, nhưng bây giờ cậu ta cũng chỉ như bao người khác. Chúng tôi sẽ không bao giờ cổ vũ Lukaku nếu cậu ta khoác áo Inter một lần nữa. Chúng tôi muốn ghi nhớ sự phản bội của Lukaku đã khiến chúng tôi rất buồn và tức giận. Đối với một cầu thủ, những điều này có thể được tha thứ phần nào theo thời gian, nhưng chúng vẫn luôn còn mãi. Theo công bố mới nhất từ Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ có 3,5 suất tham dự môn bóng đá tại Olympic Paris 2024 thay vì 3 suất như ở Olympic Tokyo 2020. Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử châu Á có 3,5 suất kể từ sau Thế vận hội London năm 2012. Cụ thể, 3 đội có thành tích tốt nhất tại U23 châu Á năm 2024 sẽ giành vé dự Olympic 2024. Đội đứng thứ 4 sẽ thi đấu vòng playoff với đội hạng 4 của khu vực châu Phi để giành vé vớt. Điều đó cho thấy U23 Việt Nam cũng như các đội bóng khác ở châu lục sẽ có thêm cơ hội để tham dự Olympic. Bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.